cốc cốc cốc, trời tối rồi vào Pico săn sale thôi. Sáng ngày đã rẻ, giá đêm còn rẻ hơn. Tủ lạnh Side by Side thương hiệu hàng đầu, giá trị từ 7.990.000. Máy giặt 8,5 kg, giá trị còn 2.990.000. TV thông minh kết nối mạng 43 inch, giá trị từ 3.490.000. Bình tăng nóng Feroli 30 lít, sale lớn, giá trị còn 2.399.000. Tặng ngay bình giữ nhiệt, miễn phí cùng lắp đặt và đồ dây cấp. Laptop HP Core i3 chỉ từ 8.890.000. Duy nhất từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau tại Pico. Liên hệ ngay hotline 1900 6619 để được tư vấn. Sẵn đồ đêm, giá cực mềm, chỉ có tại Pico.